Thì trước tiên ấy thì để sau khi mà mình xong cái về update và về cái file rồi thì mình sẽ học cái cuối về cái delete ạ. Delete là cái mình xóa. Đấy, xóa thì mình sẽ có hai cái là xóa toàn bộ, là xóa many, delete many đấy ạ, và delete one. Đấy. Vâng, thế nó sẽ y hệt như cái update đấy ạ, chỉ khác là mình sẽ không không có cái ô sửa nữa mà chỉ có điều kiện tìm cái này để xóa thôi. Đấy. Delete one này, đấy thì mình chỉ việc là điền những cái nào mình muốn, ví dụ name là bằng Thái chẳng hạn. Đây, cái thằng student Thái đây. Đấy, cái này thì mình sẽ console log data ra. Cái này data trả về sẽ là cái kết quả nhá, là tìm được mấy này, xóa được mấy và ok hay không nhé. Đấy, tức là mình nhìn cái lệnh này nó đã xóa một rồi, thì như vậy thì vào trong cái này thì mình refresh lại thì nó sẽ mất một cái đi, còn lại ba nhá. Đây mình đang có bốn này, mình nhấn Ctrl R refresh thì nó sẽ là ba, mất một cái thằng Thái đầu tiên rồi. Đấy, nó xóa đi cái thằng Thái đầu tiên rồi ấy, thì còn thằng Thái thứ hai thôi. Đấy thì đấy là cái lệnh delete one, hoặc mình muốn delete many chẳng hạn thì mình cũng cũng gấp như vậy, thì mình thay đổi cái one thằng many thôi, và cái ô bên trong lại cũng là điều kiện tìm kiếm. Đấy thì nếu mình không để điều kiện làm gì thì nó sẽ xóa toàn bộ, đúng không ạ, tại vì mình xóa không có nương tay gì cả thì nó sẽ xóa toàn bộ luôn. Đấy, tìm nó tìm được ba, xóa ba này và ok này, là trong cái data này mình xong thì nó sẽ là về rỗng. Đấy, cái này thì ví dụ như mình em mới sửa đổi nghĩa ấy, thì mình có dùng trong một cái nhóm chat chẳng hạn. Đấy, nếu mà cái chat đấy nó từ một năm trước rồi chẳng hạn thì nó thừa thãi thì mình có thể mình xóa bớt đi để cho nó đỡ nặng. Đấy thì mình sẽ tìm kiếm trong cái trường này, mình tìm ngày ngày tạo là bao nhiêu, credit là ngày bao nhiêu đấy ạ. Đấy và để mình xóa đi từ cái ngày đấy tất cả những cái chat trong ngày đấy để mình đỡ data đi cho mình, để mình đỡ nặng kiểu như vậy. Ở trong đây là nó tự sinh ra đúng không? Dạ, anh nói lại cho em biết ạ. Ở trong cái robot 3T này là ID nó tự sinh ra đúng không? Cái Đúng, ID ấy. đúng rồi, ID tự sinh anh ạ. Đấy, thì cái này anh chắc là anh cũng đã có dùng quen với data rồi đúng không ạ? Đấy thì mỗi cái một cái bảng ghi nó sẽ có một cái ID riêng của nó. Thì cái ID này thì mình sẽ dùng để tương tác sau này. Đấy, ví dụ như mình muốn tìm kiếm một thằng cụ thể thì mình tốt nhất mình tìm theo cái ID của nó. Đấy. Đấy, hiện tại thì hôm nay thì mình sẽ học cơ bản là về bốn cái lệnh, đó là thêm, sửa, xóa và tìm kiếm ấy. Đấy thì mọi người có chỗ nào thắc mắc không ạ? Cái này thì chắc là với anh em ở đây chắc là trình độ khá là cao thì mình nghe phát mình hiểu luôn đúng không ạ? Anh ơi, cái thêm là cái gì nhỉ? Của em nghe soát ạ. À, thêm là cái create đấy. Thêm đâu? Cái này. Có thể à, thêm là create. Create là tạo. Create là tạo. Thêm nha. Cái này là tạo nha. Ok, là tạo, ok, tạo. Tạo. À, có trong này có lệnh add không? Add ạ? Không ạ, không add anh ạ. Có tạo này, tìm. Tạo này, sửa, tạo, tìm, sửa, Xóa, xóa. xóa, update. Sửa là update. Đúng rồi. Đúng rồi. Tìm là file, còn xóa là À, yes, delete. delete, À, delete, còn delete. sửa sửa là update. Đấy. Sửa là update, ok. Update có hai loại, many và one, ok. Em nhớ Đấy. rồi. Đấy. Thì mình cứ nhớ là cái update và cái delete nó là cùng với nhau thì nó là many và one. Của thân em tôi, dây cài đặt chưa? Chưa. Ra đây hôm anh Chưa. đi. Chưa set up rồi. Anh vẫn chưa Cái cài được. này thì nghe Đợi chạy anh. nhịp này thì luôn là đấy Đợi thì anh Nam, anh ấy gọi cho em ấy. Anh ấy support cho em ấy là không biết là bố quyết năm nào. Nên anh cứ đợi cho. này thì Nam đã tin cho ông đấy, cả ngày ông cứ trả lời. Thật sự máu phải nổ dồn lên đến tận não rồi thì anh ấy mới trả lời đấy. ok thì mình bình tĩnh thôi, thì cái này cũng chắc anh cũng phải tìm kiếm đấy, sau đó mình sửa được. Đấy thì hôm nay trước tiên thì mình sẽ học đơn giản trước là về cái
tạo này, thêm, sửa, xóa. Thế thì anh em chưa không còn vấn đề gì đúng không ạ? Đấy, thì ở đây thì mình sẽ nói lại thêm về cái mình sẽ đi đi thêm về cái chấm gen chấm két này này để mình có thể mình bạn bạn Thúy có thể bạn Thúy có thể mình hiểu luôn. Đấy thì mình về code cô lại nó sẽ Thôi, anh cứ gọi em là Thúy cũng được nhé. không Không bị cái gì đâu. Nó khổ không sở lắm. bị không bị được em ạ. Đấy, tức là cái tức là để mình xử lý được cái data thì mình sẽ dùng cái chấm gen và chấm get để xử lý. Đấy, thì chấm gen này tức là mình sẽ nhận cái data ở ngay cái chữ bên trên trả về. Ví dụ đây là nhận cái data về từ cái create này, nhận về để dùng. Đấy, thì ví dụ sau khi mình nhận được cái create này rồi mình muốn update chẳng hạn, update luôn chẳng hạn. Ví dụ như mình muốn sửa toàn bộ những cái chữ đầu của name thành in hoa chẳng hạn thì mình sẽ xử lý trong này. Đấy thì mình sẽ lấy là data.name chẳng hạn, data.student chẳng hạn. Đấy, và data.student này bằng này một cái name nào đó mình muốn. Đấy, thì nó sẽ update luôn cho mình ở trong đấy. Thì để dùng update thì mình sẽ là student model chỗ đấy thôi. Update one. Đấy, update one thì theo những cái mình nhận về trên này thì data.name này tìm theo cái data.id chẳng hạn. Đấy. Đấy, tức là mình sẽ tìm theo cái ID này. Xin lỗi. ID bằng cái này. Thế mình chiếu ngoặc. Đấy, thì mọi người nhìn trong này nhá, để ý nhá. Thì cái ID này thì nó sẽ là ký tự nó là trừ ID nhá. Đấy thì mình muốn chỉ trỏ vào cái ID này mình sẽ phải là trừ ID. Đấy và cái data của user là rằng object đúng không ạ? Thì object thì để lấy một cái dữ liệu cho object thì mình sẽ dùng cái lệnh tên object chấm cái trường mình cần đấy thôi. Đấy. Và sau đó thì mình update muốn sửa như thế nào thì mình ví dụ mình muốn sửa cái tên của nó thành một thằng khác chẳng hạn. Đấy, tức là cái với cái chấm gen này thì mình sẽ là nhận data ở trên trả về và trong nhận cái kết quả trả về ở trong cái quyết này về cái data này để mình xử lý trong này thì cái data này mình sẽ dùng để mình lấy ID này đấy và sửa một cái trường nào đó mình muốn đấy và sau khi muốn sửa xong mình lại muốn xem tiếp là mình sửa được như thế nào rồi thì mình lại một cái mình sẽ phải return nó về và trả mấy chấm gen tiếp bạn Thùy hình dung không ạ? Thấy ở trong cái update này nó có ba cái attribute, một cái là filter và một cái là gì đấy Update đúng không ạ? option option nên là cái gì? Option đó tức là những cái mình muốn thêm vào ấy ạ. Ví dụ nhá như anh muốn tìm theo cái kiểu là tức là cái trong cái việc tìm kiếm ấy thì mình có thể nếu mà anh muốn tìm kiếm kiểu trong một cái array đấy ạ, mình tìm những cái mà có tên là như thế này, có nhiều nhiều tên ấy, hay là cái tuổi ví dụ là tuổi của nó lớn hơn 28 chẳng hạn thì mình không thể mình để dù lớn hơn trong cái tìm kiếm này được thì mình sẽ dùng một cái đó là cái GT ấy, dưới chỗ này ấy. Đấy thì mình sẽ dùng cái đấy để mình tìm kiếm ấy, và trong những trường option những trong trường tìm kiếm này Em thử làm cái ví dụ nào. đấy nhá tức là đúng rồi thì em quên mất Làm chưa ví dụ nào. Đây nhá ở trong này thì nếu mà muốn tìm kiếm với kiểu theo kiểu so sánh nhá ví dụ nhá mình muốn là file này xem cái data nào còn đấy mình muốn tìm những cái thằng mà có tuổi tuổi trên 20 chẳng hạn để hai thằng 30 đi đây là cái của user này thì mình sẽ sửa về thành user
nhá. Thì mình sẽ để ý như này, thì trong đấy nó có sẽ có nhiều loại là GT này hay là GTE ấy. GT là grid time, tức là lớn hơn, là dấu lớn hơn này ạ. Đấy là bằng GT. Đấy, còn với muốn lớn hơn bằng ấy ạ. Lớn hơn hoặc là bằng thì mình sẽ là GTE, tức là grid time và equal ấy ạ. Lớn hơn hoặc bằng. Đấy, hoặc là LT tức là nhỏ hơn, little than, LTE tức là little than equal ấy, lớn hơn bằng nhé. Thì nếu muốn tìm kiếm theo kiểu so sánh ấy, thì mình sẽ dùng cái, ví dụ mình muốn tìm kiếm những thằng mà trên 30 tuổi, trên 20 tuổi ấy, thì mình sẽ dùng là GT 20. Đấy, thì mình sẽ vào trong, mình sẽ cho trong này một trong object này. Key value. Đấy, tức là sẽ tìm kiếm theo trường tuổi và tuổi trên 20. Đấy, thì cái này nó sẽ trả trả trong data của mình ấy là có một thằng là 30 và thằng 20 đúng không ạ? Thì nó sẽ trả về thằng 30. Còn nếu anh em để là GTE, tức là lớn hơn bằng ấy, thì nó sẽ trả về là cả 20 cả 30 luôn. Đấy, ví dụ mình sẽ để là GTE trước nhá. Đấy, thì đây nó trả về cả hai thằng luôn, cả 20 và cả 30. Đấy, còn nếu như anh em muốn tìm những thằng lớn hơn thôi thì mình bỏ ra cái chữ AI đi, nó thành là tìm kiếm lớn hơn thôi. Tức là cái phép so sánh ạ. Đấy, thì em sẽ tạo ra một cái file cho mọi người để so sánh luôn. Đấy nhá, thì trước tiên ý, thì bài hôm nay thì mình sẽ có cái là Mongoose này, tổng kết luôn cho mọi người nhé. Đấy, thì trong Mongo thì mình để dùng được thì mình sẽ cần có npm. Đấy, và mình sẽ connect. Connect này thì mình sẽ chỉ cần xem trong cái đường dẫn đó là npm Mongo là mình sẽ có copy cái code connect này thôi, và mình chỉ cần sửa cái database của connect là được. Đây, copy đoạn này. Đấy, mình sửa cái phần database thôi. Đấy, thì code này mình không phải hiểu được, mình chỉ cần copy là được, không tác dụng gì cả. Đấy, và cái việc tiếp theo mà sau mình connect thì mình sẽ là tạo một cái schema, là cái biểu mẫu đấy ạ. Sau khi bằng cái câu lệnh đó là mongo.schema và một cái biểu mẫu của chúng ta. Đấy, và sau khi tạo schema xong thì mình sẽ tạo một cái công cụ để mình tương tác với data, là tạo cái model đấy ạ. Đấy, thì mình sẽ tạo model ở đây. Đấy, và sau khi tạo model xong thì mình đã có thể tương tác được với data rồi, và những cái lệnh đó là file này, create này, delete này và update. Đấy, và trong những cái này thì mình có sẽ có công cụ tìm kiếm của nó dạng so sánh ạ. Đấy, thì để so sánh được thì mình sẽ dùng những cái như là GT này sẽ bằng dấu lớn hơn. Đấy, mình nhớ là có dấu đô la nhé. GTE tức là lớn hơn hoặc bằng. Đấy, xong rồi em vẫn thấy nhất cái đấy để thấy nhất. Gửi cái gì ạ? Yeah. Gửi cái gì ạ? Gửi cái đấy là cái này ạ. Cái GT, đấy. Cảm ơn, chắc lên mạng tìm con. Vâng, lên mạng sẽ có anh ạ. Đấy, đấy, thì cái này thì mình nhớ thôi, thì trong này thì để dùng được. Vâng, để dùng được ấy, thì mình sẽ chỉ việc là cho nó vào trong cái mục tìm kiếm này thôi. Thì mình sẽ để là dạng key value ấy. Thì mình sẽ cần để cái trường mình muốn. String thì nó sẽ không ạ, cái này dùng để cái số thôi. Đấy, với string thì mình tìm ý thì nó phải tìm chính xác anh ạ. Tìm chính xác thì cái này thì sau này thì mình sẽ để tìm theo kiểu như Google ấy, mình gõ từ khóa nó ra ấy, thì mình sẽ dùng cái công cụ khác là full text search ấy, thì cái này sẽ dạy mình sau. Đấy. Đấy, thì cái này là mình sẽ dùng để tìm những kiếm những dạng số so sánh ấy. Ví dụ mình muốn tìm những cái thằng mà sinh năm tuyển những cái thằng mà sinh năm già hơn tuổi 95 chẳng hạn, thì mình sẽ tìm là GT 95 những thằng
thì là Poppet ạ, thì cái đấy thì buổi sau sẽ dạy, thì nó sẽ là những cái đấy sẽ liên quan đến object và array. Thì buổi này thì mình sẽ là học về string và số trước, rồi buổi sau mình sẽ học về object và array data sau. Đấy. Thì để dùng được cái về so sánh ấy, thì mình sẽ cho vào trong object object của cái trường mình muốn tìm kiếm, cho nó tên của cái dấu mình muốn trước ạ, đây là dấu lớn hơn đấy, dấu lớn hơn là lớn bao nhiêu, lớn 20, mình cho trong này để mình tìm kiếm, và bên dưới thì nó sẽ hiện thôi. Thì mình trong này thì mình cho phức tạp một chút đấy, để dùng được cái dấu lớn hơn này thì mình sẽ cần phải cho trong một cái object đấy, và dạng key value của nó dấu gì và so với bao nhiêu. Đấy thì cái biểu mẫu biểu này thì mình sẽ gửi cho các bạn cũng được, và mình có thể mình lên mình tìm ấy, nó khá là dễ thôi, thì mình sẽ gửi cho các bạn cho nó nhanh. Đấy. Thì tổng kết lại hôm nay thì mình sẽ học về Mongo này và những cái công cụ của nó là tìm này, tạo này, sửa và xóa. Đấy, và những cái công cụ của nó tìm so sánh ấy, là các dấu lớn hơn bằng này, nhỏ hơn bằng này, lớn hơn và nhỏ hơn. Đấy, và ngoài ra thì mình có thể một cái khác là mình sẽ tìm những cái mà không có trong này chẳng hạn. Đấy là để tìm những cái mà không có ấy ạ. Tức là ví dụ mình muốn tìm những cái thằng mà không phải 20 tuổi ấy, nghĩa trả cho mình những thằng từ 1 đến 19, đấy, những thằng từ 21 đến 100 ấy, kiểu vậy. Thế thì mình sẽ có là cái not equal, tức là NE đấy ạ. N là khác. NE tức là khác. Sao anh? Đấy, cái này thì nó phục vụ cho mình cái logic mình dùng sau này thôi. Đấy thì mình muốn tìm lớn hơn này thì mình sẽ có hai cái lớn hơn bằng và lớn hơn, nhỏ hơn thì có nhỏ hơn bằng và nhỏ hơn. Và những cái bằng thì mình file cái tên của trường đấy và cái số mình muốn tìm rồi. Còn khác thì mình sẽ dùng cái NE này để tìm cái khác. Kiểu như vậy. Đấy thì tóm lại hôm nay thì mình học là đơn giản thôi, chủ yếu là về cú pháp đúng không ạ? Đấy thì hôm nay sẽ chủ yếu học về cú pháp của Mongo thôi. Thì buổi sau thì mình sẽ học nó sâu hơn một chút là về liên kết ấy, như các anh có hỏi là về mình học thêm về array, object đấy, và liên kết giữa các cái database như thế nào bằng cách reference ấy. Tức là buổi sau thì mình sẽ học là ví dụ trong này trong một cái lớp chẳng hạn. Đấy, trong lớp có những học sinh nào thì mình sẽ để ID của nó trong đấy, và mình sẽ hiện ra là từ ID đấy mình sẽ liên kết sang cái class là thông tin cụ thể là thằng đấy tên là gì này, lớp này, như thế nào. Đúng rồi ạ. Và đấy thì những buổi sau thì mình sẽ học thêm những cái như vậy về object, array và cái liên kết giữa các data với nhau. Thì mọi người có thể xem lên trước trên cái trang của Notemy thì có thể mình xem trước, buổi sau mình sẽ giảng thì cái phần sau nó cũng khá là hơi tạm một chút. Đấy thì anh em có thể mình chuẩn bị trước mình xem trước. Thì mình sẽ gửi link cho mình lên cái group ấy để mình xem trước nhá. Thì hôm nay thì mình kết thúc ở đây thôi. Thì mọi người về nhà mình cốt lại ấy, thì có vấn đề gì thì mình sẽ hỗ trợ mình mọi người nhá. Thì trước tiên thì cái vấn đề về connect với Mongo ấy thì anh Nam sẽ hỗ trợ cho mọi người với những cái máy mà không phải là Windows ấy. Thì nó